điện tử Tấm Hoa xin chào các bạn anh em nhá. Và cùng quay trở lại video clip buổi chiều nay, xin giới thiệu tiếp thị đến các bạn anh em một cặp loa minh bãi EV, cặp loa có cái mã S152 cấu hình 1/40, một tép kèn. Và với thông số kích thước chiều cao được thiết kế là 70, bề ngang là 54, sâu của thùng là 40, thùng gỗ bọc lì. Các bạn em đang test thử đây, một cặp loa bát đơn 1/40 của EV các bạn anh em nhá. Đây, một cặp loa tuyệt về zin nguyên bản hết này. Đây, zin từ A đến Z các bác nhá. Đây, loa này chất lắm các bác anh em này. Đây, loa chất lắm. Tép nhẹ rất là lẩy bay. Đấy, bát của EV rất mềm, sâu chắc. Đấy, loa sử dụng màng giấy gần vải tẩm dầu anh em nhá. Đây, thông số kích thước chiều cao là 70, ngang là 54 và sâu là 40. Đây, quay tổng thể ngoại thất cho anh em xem một cặp loa Mỹ này. Đây, một cặp loa zin nguyên bản nhá. Đây, mã sản phẩm là S152 Highway. Công suất 200W cho trở kháng 8 ohm. Hàng là Made in USA nhá, hàng Made in USA nhá. Cặp loa này đang có giá đầu tư 12 năm nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ với anh em nhá. Vâng, với mức giá đầu tư 12.500.000, giá tại cửa hàng, bác nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ xịn EV S152 là liên hệ bên em. Bát 40, bát đơn bát 40. Với cặp loa EV S152 này các bác anh em sử dụng cho không gian phòng từ 215 cho đến 50m². Chất âm tuyệt vời, bát tép. Bát mềm, sâu chắc, tép lẩy, tí tách lách cách. Tình trạng cặp loa còn zin nguyên bản 100% anh em nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu cặp loa liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Âm tuyệt vời của cặp loa Mỹ xịn EV S152 bát đơn bát 40, một tép kèn. Cặp loa EV S152 này nghe karaoke